tài tử Lý Hùng chính thức kết hôn, hai vợ chồng giàu có hết phần thiên hạ. Tài năng, điển trai và triển vọng đầy mình, cho nên việc Lý Hùng giàu có lẽ là điều mà ai cũng biết. Còn nhớ tài tử Mai Ảnh Việt từng tự tin cho rằng chưa có sao trẻ nào phá kỷ lục cát-xê của mình. Anh đã được Guinness Việt Nam ghi kỷ lục nam diễn viên có cát-xê cao nhất Việt Nam với con số 30 triệu đồng một tập thời năm 1997. Trong khi vàng thời đó có 400 đồng trên một chỉ vàng, đến nay nếu theo cách quy đổi này vẫn chưa ai vượt nổi kỷ lục của Lý Hùng trong làng phim ảnh. Lý Hùng từng cho biết, hồi năm 17 tuổi, anh chỉ cần đóng hai bộ phim là đã đủ tiền sắm xế hộp sang, loại tài lá nghịch, nhập từ nước ngoài về để tiện đi diễn. Ngoài ra, anh còn mua thêm một chiếc motor phân khối lớn, trị giá khoảng 10 triệu USD, chỉ để dạo phố Sài Gòn. Chưa dừng lại ở đó, Lý Hùng còn dùng vàng để mua đất để dành, chính căn biệt thự anh đang xây, nên từ miếng đất anh mua cách đây hơn 20 năm. Mặc dù đã đi qua thời Hoàng Kim, nhưng đến nay đã có ai địch nổi Lý Hùng. Bên cạnh diễn xuất, anh còn sản xuất phim, thỉnh thoảng ca hát hoặc quay game show, và ít ai biết Lý Hùng đã bỏ không ít vốn vào lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, anh đã mua cổ phiếu của công ty nhà đất do anh trai mình là doanh nhân Lý Điền Sơn sáng lập và điều hành. Hàng chục năm về trước, Lý Điền Sơn từng gây thành công lớn trong vai trò đạo diễn của bộ phim Nước Mắt Học Trò. Xong sau đó, anh rẽ lối sang kinh doanh và trở thành ông chủ của một trong những công ty bất động sản có quy mô vốn lớn tại Việt Nam. Tính đến cuối tháng 8 2016, Lý Hùng đang sở hữu 30.000 cổ phiếu. Ở tuổi gần 50, Lý Hùng sống cuộc sống giàu sang cùng bố mẹ. Bây giờ cũng vậy, gia tài đồ sộ của Lý Hùng khiến nhiều người choáng ngợp. Lý Hùng hiện đang sống trong căn biệt thự tọa lạc tại một khu dân cư yên tĩnh ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cấu trúc căn biệt thự gồm một trệt, hai lầu và sân thượng. Nam diễn viên tâm sự, mục đích xây nhà mới để bố mẹ có không gian sống thoáng mát, yên tĩnh. Ba tôi qua nhiều cơn bão bệnh, mẹ mới mổ nhưng về nhà mới cha mẹ ngủ ngon và vui hơn. Anh chia sẻ, người tình Mai Ảnh của Diễm Hương tiết lộ, mảnh đất của căn hộ này được anh mua từ 25 năm trước, khi chỗ này chỉ là ruộng lúa. Anh chia sẻ, lúc ấy tôi mới 20 tuổi, có biết gì về đất đai đâu. Ông chủ dự án ưu tiên nên hỏi tôi thích mảnh đất nằm gần công viên hay chợ. Tôi nghĩ chọn công viên hợp hơn nên chọn. Là người thích trang trí nội thất nên Lý Hùng đã lên ý tưởng cho các thiết kế trong nhà. Anh tốn 1 năm để xây dựng và thêm 1 năm nữa để lựa chọn. Tìm kiếm nội thất sao cho phù hợp với ngôi nhà khang trang của mình. Với khối tài sản khổng lồ này, nhiều người cho rằng khi kết hôn, Lý Hùng có lẽ vẫn giữ ngôi vương. Tài sản hai vợ chồng hợp vào ăn đứt nhiều người. Hiện tại, thông tin Lý Hùng có bạn gái khiến cộng đồng mạng xôn xao. Mới đây, Y Phụng đã chia sẻ những bức ảnh cũ chụp cùng tài tử Lý Hùng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả chính là việc cô tiết lộ lý do đăng lại ảnh này liên quan đến Lý Hùng. Y Phụng viết, ngày trước em chụp hình quảng cáo nhiều quá đến nỗi mình không nhớ đã chụp lúc nào và hình ảnh của ai. Bất ngờ quá khi được nhìn lại những hình ảnh này, cảm ơn makeup Lê Dũng, người makeup đầu tiên được vinh dự makeup cho Tổng thống Bill Clinton khi ông qua thăm Việt Nam năm 2000, đã chia sẻ tặng Y Phụng những tấm ảnh của 23 năm về trước. Vì hình ảnh này, anh Lý Hùng đẹp trai quá nên Y Phụng chia sẻ lại tặng những ai fans của ông Hoàng Phòng Vé, ngôi sao điện ảnh Lý Hùng. Nói thiệt, nếu anh Lý Hùng xấu thì tôi không có share qua Facebook của mình đâu. Và nếu anh Lý Hùng không đẹp trai thì ngày xưa đâu có cua tôi dễ dàng, ha ha ha. Lý Hương nói đến đây, tôi biết chút ngại. Bạn gái của anh Lý Hùng
vào Facebook của tôi, inbox chửi tôi nữa cho mà xem. Cô gái được cho là người yêu của nam diễn viên, chính là một ca sĩ trẻ. Cô từng được mệnh danh là cô gái triệu view khi liên tục có những bài hát lên tới hàng chục triệu lượt xem và được chia sẻ rộng rãi khắp mọi nơi. Ngoài vai trò ca sĩ, cô còn là á khôi của cuộc thi duyên dáng áo dài và hoạt động thiện nguyện tích cực. Cảm ơn các bạn khán giả đã ghé thăm kênh Xuất Ngoại Tìm Sao. Mời các bạn đăng ký kênh miễn phí để nhận nhiều tin tức về sao Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở những dòng tin tức tiếp theo.